Chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ đi thăm một hội chợ xuân ở Na Uy và các bạn cùng theo chân mình để tìm hiểu xem là người Việt ở hải ngoại thì đón Tết như nào nhé. Hội chợ xuân ở Na Uy mở đầu với buổi lễ được tổ chức trong nhà thờ để tìm hiểu về phong tục Tết cũng như nhiều vấn đề văn hóa lịch sử của Việt Nam. Linh mục người Việt Nam đang đặt ra những câu hỏi về ca dao, tục ngữ cũng như những truyền thuyết dân gian về chuột, con giáp biểu trưng cho năm mới. Chẳng hạn như vì sao con chuột nhỏ như vậy mà lại đứng đầu trong 12 con giáp? Hay là có những câu ca dao tục ngữ nào nhắc đến con chuột? Với các bạn nhỏ sinh ra và lớn lên ở Na Uy thì đây thực sự là một dịp tốt để các bạn tìm hiểu về văn hóa truyền thống của Việt Nam. Sau buổi lễ, mọi người cùng đến hội trường để tham gia hội chợ Tết. Hội trường được trang trí mai vàng cùng nhiều loài hoa rực rỡ khác của ngày Tết. Mở đầu phần văn nghệ là màn múa lân. Sau đó là những tiết mục ca hát, đọc thơ để chào mừng năm mới. Nơi thu hút rất nhiều khách tham dự là quầy ẩm thực với nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam. Thực đơn ngày hôm nay gồm có nhiều loại bánh dân dã như bánh chưng, bánh giò, bánh ít. Để mua đồ ăn thì trước tiên chúng ta sẽ phải xếp hàng để mua phiếu, rồi đem phiếu để đổi lấy đồ ăn. Các bạn có thể thấy ở phía cuối của thực đơn thì có chữ VIP cùng với một số điện thoại để cho những bạn nào mà không có tiền mặt thì có thể trả tiền qua app của điện thoại. Đây là phiếu bánh chưng mà mình vừa mới mua, có giá 40 kron, tương đương với khoảng 100.000 tiền Việt Nam. Và bây giờ thì mình sẽ ra quầy để đổi lấy bánh chưng. Bánh chưng ở đây thì to khoảng bằng nắm tay các bạn ạ, và nó khá là dẻo và thơm. Bên trong cũng có rất là nhiều nhân nữa, nói chung là khá là ngon. Đây là món xôi cúc, ở bên ngoài có một lớp gạo và bên trong có đậu xanh, thịt. Còn đây là món bánh cam, nó giống như món bánh rán của miền Bắc, bên trong có nhân đậu xanh. Đây là cốc chè thưng mà mình vừa mua, có các loại đậu và phổ tai, khá là dễ ăn. Sau các tiết mục văn nghệ thì hiện giờ mọi người đang tản ra để tham gia các trò chơi. Ngoài ra còn có phần quay lô tô với phần thưởng là những món quà rất thú vị. Có thể thấy hội chợ xuân ở Na Uy khá nhỏ và cũng chỉ diễn ra trong vòng vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi thôi. Nhưng đây là một cơ hội khá thú vị để gặp gỡ bạn bè cũng như là được trải nghiệm không khí Tết ở Việt Nam và thưởng thức những món ăn truyền thống của dân tộc. Hy vọng rằng video này đã giúp các bạn cảm nhận được phần nào không khí Tết ở hải ngoại. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên nhấn nút thích, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh YouTube cũng như là Facebook của mình nhé. Cảm ơn các bạn.
Chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng.